Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin pháo đài hay ấp chiến lược và chuyện bộ test kit bị nâng giá gấp 14 lần. Khi ông thủ tướng Việt Nam vi hành ở phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội, chủ tịch phường nói sai khẩu hiệu rằng mỗi phường xã là một lô cốt chống dịch đã bị đài truyền hình VTV mắng mỏ với tựa đề thủ tướng vô cùng ngỡ ngàng trước câu trả lời của chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung. Tôi thấy phường, xã bị rào chắn kẽm gai chẳng giống pháo đài hay lô cốt mà nó y chang ấp chiến lược. Từ khi phong tỏa Sài Gòn 19 tháng 6 năm 2021, tôi thắc mắc bên thắng cuộc đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nghị Nhào rất tài tình. Tại sao lại đánh giặc Covid theo cách của ông Ngô Đình Diệm biến từng khu phố thành ấp chiến lược đến như vậy? Người dân bị lầm than, đói khát, viêm nhiễm tăng rất nhanh và người chết cũng tăng theo. Đây là hình ảnh cảnh chui rào vượt rào chắn COVID-19 của những người phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ trên trang mạng xã hội. Để dễ hình dung, xin nhắc bối cảnh miền Nam trước năm 1963 rằng ngoài khu vực đô thị như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định và các tỉnh lỵ, từ các quận ngoại thành đến vùng xa, nhà dân, kể cả mồ mả, phân tán rải rác trên những đất thuộc sở hữu của họ. Thậm chí họ không màng cất nhà dọc quốc lộ liên tỉnh để tiện bề đi lại. Sự phân bổ dân cư như vậy vô hình chung thành hậu phương vững chắc cho dối quân mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập vào ngày 15 tháng 2 năm 1961 do Cục R lãnh đạo gọi là Việt Nam Cộng Hòa gọi là Việt Cộng. Vào tháng 3 năm 1962, ông Diệm xây dựng kế hoạch ấp chiến lược để bóc tách Việt Cộng ra khỏi cộng đồng dân cư ở gần biên giới Campuchia như Bình Long, Phước Long, Hậu Nghĩa, tức là gần Cục R, nên gặp sự phản kháng của dân do du kích giật dây. Lính của Ngô Đình Diệm phải cưỡng chế dân rời nhà vào ấp chiến lược bằng súng đạn, đốt nhà cũ, vân vân, gây thảm họa rất thương tâm cho những hộ dân này. Nhiều ấp chiến lược bị tấn công ở vùng sôi đậu, nhưng khá an ninh ở vùng Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Dân chúng rời cổng ấp chiến lược đi làm đồng, lính dân vệ xét thúng, giống, rồng gánh thì cho mang đủ nước và cơm ăn. Chiều về, lính xem xét có mang vũ khí vào ấp hay không. Việt Cộng đã bị cô lập. Sau khi đảo chính ông Diệm, Dương Văn Minh xóa ấp chiến lược, lập ấp dân sinh cho dân trong ấp chiến lược, được trở về ruộng vườn cũ của mình, cất chòi giữ đất và canh tác. Việt Cộng lại được dân miền Nam tiếp tế từ năm 1964. Còn bây giờ, bên thắng cuộc rất tài tình về dụng binh cơ động, tập hợp nhiều đại đội du kích tứ tán thành một trung đoàn đánh úp chi khu cấp tiểu đoàn, tịch thu vũ khí và rút lui, rồi phân tán mỏng. Quân chủ bị Việt Nam Cộng Hòa mở trận càn quét không tìm ra Việt Cộng đâu cả. Thế mà trong trận chiến chống giặc Covid, bên thắng cuộc lại áp dụng cách phòng thủ co cụm của ông Diệm. Họ rào từng khu phố để tách F0 ra khỏi dân, F0 tạm gọi là kẻ thù cơ hội của dân. Đây là hình ảnh rào chắn dây kẽm gai cũng được áp dụng phổ biến ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Vừa tách xong F0, khu phố dán ngay đầu đường dòng chữ vùng xanh, giống như hồi xưa dân vệ bắt hai Việt Cộng nằm vùng trong bổ lúa thì buộc nhà chứa chấp Việt Cộng phải treo cờ vàng. Nhưng tối hôm sau, Việt Cộng đột nhập vào, giật cờ vàng, treo cờ nửa xanh nửa đỏ, kèm cháo lựu đạn gài chốt. Khu phố đang màu xanh, sau khi quẹt mũi lòi ra F0, toàn khu phố đã bị dán màu cam. Bên chống giặc Covid lại tự hỏi, không lẽ một công nhân F0 cả nhà máy phải đóng cửa? Một F0 trong cộng đồng chả lẽ phong tỏa cả phường? Nhưng nếu chỉ đóng phân xưởng có F0 hoặc chỉ phong tỏa mấy nhà liền kề F0 thì liệu có an toàn hay không? Không biết chừng nào có Dương Văn Minh tái thế đây là điều mà dư luận cũng đặt ra trong quá trình bóc tách F0 như ấp chiến lược này. Dân cư mạng thì đang bị sốc nặng vì thông tin của Bộ Y tế duyệt chi bộ xét nghiệm nhanh 238.000 đồng, tức là cao gấp 14 lần so với giá trị thực tế. Giá bán trong siêu thị tại Đức chỉ có 0,95 euro, nếu mua xỉ thì 17.000 đồng. Dòng trạng thái từ Facebook tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đang có 1.500 lượt chia sẻ với hàng ngàn lời bình luận như vậy. Còn trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hà Phan thì bình luận như sau. Chúng ta đi từ bất ngờ khi ông Đặng Hồng Anh nói rõ giá kit test nhanh kể cả các chi phí khác, kho bãi cũng chỉ khoảng 50.000 đồng một bộ. Sao ngơ ngác ngỡ ngàng vì lãnh đạo vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế trả lời gọn ghẽ thế này. Giá test xét nghiệm do doanh nghiệp
tự công bố và tự chịu trách nhiệm, các địa phương có thể tham khảo trong triển khai đấu thầu mua sắm. Bộ Y tế hiện nay không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chưa có quy định. Đây là hình ảnh bộ test kit bán trong siêu thị của Đức niêm yết giá chỉ có 95 sen. Hàng chục triệu lỗ mũi đã banh chành bởi hàng vài chục triệu bộ kit ngoáy miệng mà Bộ Y tế không kiểm soát giá. Biết bao người đã bị khổ hành lên hành xuống với giá kit test nơi nào cũng trên 200.000 đồng. Mỗi Bộ Y tế chỉ có quản mỗi việc chỉ đạo test khắp nơi. Cho đến nay, tiếng kêu đã thấu trời, mà Bộ vẫn chỉ thế thôi. Bộ Y tế đã từng có hướng dẫn về mức giá thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19, trong đó mức giá xét nghiệm nhanh là 238.000 đồng một lần. Và tính khoảng 20 triệu bộ kit thôi thì không kiểm soát giá để các công ty tự chịu trách nhiệm. Nếu họ nhích lên giá chỉ 10.000 một bộ, biết bao nhiêu tỷ của chúng ta về đâu, càng thét nhiều, ai được lợi, thì không nói mọi người cũng đều biết. Hôm qua, khi tin tức và người dân đã rất khó chịu khi bộ test ở châu Âu nơi bàn về chất lượng cũng chỉ tương đương 30-40.000 đồng một bộ, thì thông tin Bộ Y tế gần đây doanh nghiệp đã hạ giá, tuy nhiên hàng ngàn tỷ đồng đã mất bay theo kiểu chống dịch của chính phủ. Vào túi ai thì người dân cũng đều biết. Theo bộ này thông báo, trước 20 tháng 8, giá test nhanh dao động từ khoảng 100.000 đến 198.000 đồng. Tuy nhiên, theo cập nhật đến ngày 25 tháng 9, một số doanh nghiệp có điều chỉnh giá, trong đó mức giảm khoảng 20 đến 70.000 đồng một lần test. Và vì sao họ giảm giá? Giảm bởi vì cái gì? Thương túi tiền của dân chúng hay chỉ có họ biết được chứ Bộ Y tế chắc không kiểm soát nên chẳng biết gì. Dù giảm nhưng giá một bộ kit họ bán rẻ nhất cũng gần 80.000 đồng một bộ, chênh 30.000 đồng so với giá ông Anh đưa ra. Biết rằng làm ăn phải có lời nhưng kiếm khủng như thế, khi đất nước người dân chúng gặp nạn thì nên gọi bằng từ gì đây? Họ rất dã man khi người dân đang đói khát nhưng vẫn phải trả một số tiền khổng lồ để thét vô nghĩa như vậy. Nhiều hiệp hội đã kiến nghị đưa giá kit vào diện bình ổn vì chi phí họ chịu cho thét quá lớn. Sắp tới khi mở cửa, thét nhiều hơn nữa mà vẫn với giá như trên, vẫn đã qua, thì cũng chỉ làm giàu cho bọn buôn thét kít mà thôi. Đây là hình ảnh, ảnh bi hài về chuyện thét tại Việt Nam. Cũng về chuyện chi phí chống dịch và ngân sách nhà nước, nhà báo Nguyễn Tiến Tường có bài bình luận mang tựa đề sao kê kinh phí chống dịch. Nhà báo này chia sẻ, quốc gia rất nghèo, điều này có lẽ không cần nói thêm. 21,5 nghìn tỷ đồng chi chống dịch là con số đến cuối tháng 7, mỗi tháng chi thêm vài ngàn tỷ đồng. Dự chi cho cả năm từ trung ương đến địa phương là 100.000 tỷ đồng. Thủ tướng phải kêu gọi nhân dân góp tiền chống dịch, một động thái hiếm thấy ở các nước khác. Còn đại biểu Trần Hoàng Ngân thì buồn bã nói rằng Thành phố Hồ Chí Minh nộp ngân sách tới 330.000 tỷ đồng cho trung ương, xin hỗ trợ 28.000 tỷ đồng nhưng đến nay giải ngân hỗ trợ chỉ được có 2.000 tỷ đồng mà thôi. Bộ trưởng Hồ Đức Phước thẳng thắn nói rằng ngân sách chống dịch không còn đồng nào, đề xuất chuyển tiền tiết kiệm sàng. Hiểu nôm na đã đập đến con heo đất cuối cùng. Và tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, nếu vung tay quá chán tung nóc thì cũng chẳng mấy chốc mà ngân sách quốc gia sẽ thêm rỗng tuếch. Và thét trong thời gian qua là một chính sách kỳ lạ. Từ tháng 10 năm 2020, Bộ Y tế ra hướng dẫn chi phí test. Từ đó thét dồn dập, thét tràn lan, chưa khoanh vùng cũng thét, khoanh vùng xong lại thét. Tất cả các vùng truy lùng F0 thét bình thường, sống chung với dịch thì thét thần tốc. Hà Nội đã lấy mẫu hơn 3,1 triệu mẫu thét xét nghiệm, phát hiện được 19 ca F0, chi phí mất gần 600 tỷ đồng, tương đương chi phí truy tìm cho mỗi ca là hơn 30 tỷ đồng. Sài Gòn với 10 triệu mẫu thì mất hàng nghìn tỷ đồng. Quan trọng thét để làm gì thì lại là một dấu hỏi rất lớn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sốt ruột nói rằng, chúng ta là nước nghèo. Chống dịch phải hiệu quả, nhưng chi phí thấp, phải tiết kiệm chi phí. Mẫu xét nghiệm đơn, mẫu gộp thế nào, thét nhanh thế nào, một mẫu xét nghiệm PCE mất rất nhiều tiền, đắt hơn vaccine rất nhiều. Đây là hình ảnh đài VTC đăng phải nêu quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng rằng các lãnh đạo sợ trách nhiệm nên sẽ khóa cứng địa phương. Đây cũng là tâm lý sợ mất chức, tham quyền cố vị, chứ không phải vì lo cho dân, cho nước gì cả. Ông xác định kiểm toán chi phí chống dịch là mục tiêu trọng tâm trong năm 2022, điều này tôi nghĩ người dân rất tâm đắc. Và kiểm toán không đơn thuần là đầu vào, đầu ra mà kiến giải cho dân hiểu về hiện tượng chênh giá thét, đặc biệt là chủ trương chính sách thét có phù hợp với đòi hỏi thực tế hay không.
Ngoài phí thép còn có vô vàn các loại phí khác, lớn thì có vật tư thuốc thang, nhỏ thì có khoanh vùng dập dịch, thậm chí tỉ mỉ hơn còn kể ra chi phí rào chắn, phun xịt vân vân. Chi phí chống dịch đã nặng trĩu lên ngân sách quốc gia, đó là tiền thuế của nhân dân ngày một ra đi. Và tiền tốn rất nhiều, tính mạng của hàng vạn người dân cũng ra đi. Cho đến giờ phút này, gần 2 vạn người đã mất mạng. Nhiều ý kiến sốt ruột đòi quốc tang, suy cho cùng khát vọng của người dân là được sống trong môi trường an toàn nhất, chứ không phải là chết trong các nghi lễ. Bởi vậy, người dân cần một chính phủ có khả năng điều hành bằng kỹ thuật, thực tế, chứ không phải mặc chính phủ hướng đến các thiên chức thiêng liêng. Nói về kỹ thuật, Bộ Y tế phải là chủ lực trong việc giúp chính phủ xây dựng chính sách hiệu quả cao nhất. Đáng tiếc, đọc các dòng tin tức, cảm giác cá nhân cho rằng trong thời gian qua có vẻ như Bộ đang xuất sắc hơn trong vai trò của rào cản. Và ít nhất kiểm toán cũng sẽ chứng minh được một giá trị của Bộ Y tế mà người dân rất cần, đó là sự vô tư công chính. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nêu quan điểm của mình như vậy. Và tại Việt Nam, khi càng thét nhiều thì các quan chức với các sân sau là những công ty bán buôn những bộ thét này càng kiếm được nhiều lợi. Và họ sẽ tìm mọi cách thét triệt để, thét rộng rãi và thét mãi để mong cho túi tiền của họ thêm đầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 với bản tin Pháo đài hay ấp chiến lược và chuyện bộ thét kit bị nâng giá gấp 14 lần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.